Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ test thử một game mới là Join Clash 3D. Và cái nhiệm vụ chính của mình trong cái phần chơi này thì nó khá là đơn giản. Thì mình chỉ cần tập trung cái đội hình của mình lại và cùng nhau vượt qua đến cái chướng ngại vật. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiến đi phía trước, xem ở phía trước có gì nào. Hơi ngoài dự tính của mình. Đẹp quá nhỉ. Rồi, chúng ta phải trở lại. Ok. Thì từ đây thì chúng ta sẽ phải rất là tập trung và dồn hết cái sức của mình để mà có thể vượt qua được hết những cái chướng ngại vật và đến được cái đích cuối cùng. Và rồi thì cái đội hình của mình đã đến nơi. Và chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với con long băng này.